vì sao tỷ phú jonathan hạnh nguyễn xin dừng cấp phép hãng bay ipp air cargo tỷ phú jonathan hạnh nguyễn xin rút toàn bộ hồ sơ xin phê duyệt cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không và dừng các hoạt động cấp phép bay theo quy định Bà Lê Hồng Thủy Tiên, vợ của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam. Theo đó, IPP Air Cargo xin rút toàn bộ hồ sơ phê duyệt cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nộp vào hồi đầu tháng 1 năm 2022 và dừng các hoạt động cấp phép bay theo quy định lý do doanh nghiệp này đưa ra là tình hình kinh tế thế giới đang có diễn biến xấu, suy thoái toàn cầu ngày một hiện hữu, biến động giá nhiên liệu khiến ngành vận chuyển hàng hóa toàn cầu sẽ gặp khó khăn. IPP Cargo cho biết, khi thị trường thế giới có sự phục hồi và ổn định trong tương lai, hãng này sẽ cân nhắc trở lại vào thời điểm thích hợp và chấp nhận việc nộp lại hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không từ đầu. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị ra soát quốc tịch cổ đông đối với hãng bay IPP Air Cargo trước khi có phép bay liên quan đến việc các cổ đông trong ipp ecargo có hai quốc tịch các thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần liên thái bình dương ecargo của vua hàng hiệu jonathan hạnh nguyễn đã cùng thống nhất xác nhận và cam kết công ty cổ phần ipp ecargo áp dụng theo điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước Cùng ngày doanh nghiệp này cũng có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến quyết định chủ động lựa chọn từ các nhà đầu tư trong nước không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cuối tháng 3 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo thủ tướng việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho công ty cổ phần IPP Airgo Công ty IPP Ecargo được thành lập vào tháng 3 năm 2021, gồm 4 cổ đông sáng lập là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, đại diện là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duy Anh, đại diện là ông Nguyễn Phi Long, đều là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư quốc tịch Việt Nam, bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Nguyễn William Hiếu. Dự án hãng hàng không chở hàng IPP Ecargo có tổng mức đầu tư theo hồ sơ là 2.400 tỷ đồng, trong đó 30% là vốn chủ sở hữu, 70% còn lại sẽ là vốn huy động. Theo kế hoạch, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, IPP Ecargo sẽ khai thác 5 máy bay chở hàng, đến năm thứ hai sẽ tăng lên 7 chiếc và tăng lên 10 chiếc vào năm thứ ba. Năm đầu khai thác IPP Ecargo lên kế hoạch vận chuyển khoảng 115.000 tấn hàng hóa, đạt doanh thu 71 triệu đô la Mỹ. Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu có lãi từ năm thứ tư kể từ khi khai thác chuyến bay đầu tiên.